đi Tay Gà mình mới mua được cái Lego Disney 4.99 một set của Rapunzel nè. Em mở ra cho Pepper xếp 38 miếng, 5 tuổi hơn dùng được, nhưng mà Pepper có 2 tuổi, 3 tuổi hơn thôi. Maybe là vẫn dùng được, mình chỉ dẫn là được. Thắng là Cooper. Ừ, Cooper là chiếc máy bay ha. Thì bây giờ mình bắt đầu nha, mình xé ra. Rồi, bây giờ mình lấy cái bảng chỉ dẫn ra. Con mở ra đi. Đây là toàn bộ miếng bánh ghét trong cái bịch, đổ ra 32 miếng bánh ghét. Bây giờ mình sẽ làm theo hướng dẫn. Bơ ghép con Rapunzel trước đi. Nè, Rapunzel này gắn tóc nó vô nè, đó. Đó, đúng rồi. Nó gắn tóc chưa hả? Rồi bây giờ gắn cái chân nó vô. Nè, cái chân nó mày để này nè. Nè, mày gắn cái chân nó ha. Nè, con thấy cái chân nó không? À, yeah. Để vô. Ok. Đây, con ra băng vô. Paper mới gắn xong. Cái đó là cây lược. Gắn cây lược vô. Ừ, đó, gắn cây lược vô đi. Đó, nó cầm cây lược nè, phía sau nó còn được cài hoa nữa. Đó, cài hoa dễ thương không? Ở phía trước cũng có hoa hả? Ồ, hai cái hoa lần hết bê bê. Đó, cho mầm miệng coi, quay ra xa cho mầm miệng coi coi. Đó, quay ra xa coi. Ồ, dễ thương chưa? Bây giờ mình chuẩn bị, mình vô, mình xếp cái thuyền của Rapunzel nha. Ừ, đúng rồi. Mày. Rồi đè cục vàng xuống đi. Ok đó. Xong, bây giờ mình qua bước 7 cho tới bước 14 nha. Không dễ. Hay quá. Ồ, sắp xong cái thuyền nè. Ok. Cái thuyền của ai? Đúng rồi đó, cái thuyền của Rapunzel đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng mẹ hả? Ừ. Good. Cái này nè. Đúng rồi, con gắn cái vỏ đó đó. Giỏi. Chưa vô chắc. Chưa vô chắc hả? Yeah. Rồi, ok. Chính xác. Ừ. Đẹp quá. Đèn của Rapunzel á, đi thuyền ra phải cần phải có đèn. À, wow. Ok đấy ha. Ok đó, ồ ồ. Ghé lại, để xuống. Giỏi quá. Cái gì dán không với ta? Không sao, chắc cái đèn nó vậy thôi. Dễ nè. Ừ. Thế vừa rồi. Wow. Tao đâm mình quay cho thử coi. Ha, dễ thương chứ nè. Bên này là cái lược. Xong cái thuyền rồi, bây giờ mình để mình coi coi. Bây giờ mình dư hoa. À, bây giờ cho cái con này, con màu xanh lá nó ngồi phía trước rồi bao giờ ngồi phía sau. Thì con để con xanh lá màu ngồi phía trước này là cái chỗ này nè. Còn Rapunzel là ngồi phía sau.
quay cái mặt nó lại á con. Đúng rồi, vậy á. Xong ngay. Rồi băng rồ có một chiếc thuyền rất là đẹp. Đây. Dễ thương không? Con Gumbo. Nè. Ở phía sau tóc dài là gắn hoa nè. Thuyền có một cái hoa nhỏ kế bên nè. Thì có con màu xanh lá phía trước nè. Bên Chamolian đó. Và xong bên này là cái lược. Hả? Ở trên phía trên này là có cái đèn để đi ra khơi sáng sủa. Khi nào mà rồi băng rồ gặp mà người lạ, đó là bắt đầu rồi băng rồ cầm cái lược lên, rút cái lược ra, đó để ấm vô cái tay của trời băng rồ để rồi băng rồ búng kẻ khác, đó mình gắn nó vô, đó. Kẻ nào dám lại đây? Thank you.